Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu bạn tham gia một chương trình góp nhận random 2.000 người, 2.500 người may mắn nhận 4 triệu token có ký hiệu là BLL nữa bạn. Tổng cái phần giải thưởng là 10 triệu token nữa bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mình. Các bạn làm nhiệm vụ bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho group join kênh seller người ta các bạn. Rồi, trên kênh seller nó thì các bạn join sao người ta bạn. Sau khi các bạn join vào xong thì các bạn mới up lên người ta các bạn. Tiếp tục các bạn follow Twitter nữa. Các bạn join vào kênh seller luôn các bạn, follow Twitter nữa. Trên Twitter thì các bạn theo dõi người ta các bạn. Sau khi các bạn theo dõi xong thì các bạn mới up lên. Các bạn copy hashtag giúp mình mà từ chữ này drop đến chữ này luôn các bạn. BLL nè, các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Rồi, trên tờ dự án nó các bạn like nè. Bạn trích dẫn như tờ quyết nha các bạn. Tổng phần thưởng tới 50 BNB. Tổng phần thưởng tới 50 BNB các bạn, khá là cao luôn các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn tờ quyết lên nè các bạn. Sau khi các bạn tờ quyết lên xong thì các bạn mới đắp lại các bạn. Rồi, các bạn mới đắp lại cái link form nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây các bạn lướt cha 2 + 7 = 9 này các bạn đánh vào các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền lại username telegram của tất cả các bạn nha bạn. Ai mà trúng kiểu này là đậm á. Tiếp tục thì các bạn gọi lại username Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Cộng win vnn 9 này các bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ lên cái link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra nè. Rồi tất cả các bạn nhấp vào ba quả cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn qua tweet nè. Các bạn chia sẻ lại các bạn, các bạn là tweet nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nè. Sau khi sao chép liên kết xong thì các bạn bắt up lại cái link form hồi nãy nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn, bet20. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate mình ra nè các bạn. Tất cả các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain nè các bạn. Hiện tại giá của token BNB đã vượt qua 600 đô bạn, 662 đô cho một token. Hơi ít chứ. Rồi tất cả các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tất cả các bạn gửi là xong. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận tốc cần Billy đến đây kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.